các người đã bị bắt. Các anh lầm rồi ạ. Theo dõi bản tin buổi sáng. Đây là thông báo đặc biệt của Ủy ban phòng chống ma túy. Đã xuất hiện một loại ma túy mới với tên gọi Freelay. Trong vòng 24 giờ sau khi sử dụng, nạn nhân sẽ không nhớ được họ đã ở đâu, làm gì. Toàn bộ ký ức trong khoảng thời gian đó sẽ bị xóa nhòa. 18 nữ sinh trung học đã không trở về nhà sau một buổi tiệc. Cảnh sát tìm thấy họ tại một quán bar đêm qua. Họ có dấu hiệu của một vụ hãm hiếp tập thể. Việc tìm kiếm thủ phạm trở nên cực kỳ khó khăn. Không màu, không mùi vị, hòa tan trong mọi thứ đồ uống. Freelay được bán lén lút ở các vũ trường, nhà hàng karaoke và các tụ điểm nhạy cảm khác, cùng với những loại ma túy thông thường như heroin, thuốc lắc. Hãy cảnh giác khi con gái bạn đề nghị đến dự một buổi tiệc. Bà ơi, bà mời đây. Tôi xin giới thiệu của tôi phạm tình dục Freelay. Này, bé ơi. Dạ. Cảm ơn anh bạn trẻ nhá. Mọi việc ở công ty anh tốt cả chứ? Chúng vẫn theo dõi tôi bác sĩ ạ. Họ đã làm gì anh? Thấy tôi vào là cả phòng im bặt. Hai sợi tóc đánh dấu trên chồng tài liệu. Chỉ còn một. Anh có mất gì không? Chúng chưa kịp làm gì. Từ nay đi đâu, tôi sẽ mang tài liệu theo. Hôm trước ta đã thỏa thuận xóa việc này ra khỏi tư tưởng anh rồi mà. Anh nhớ không? Bác sĩ không biết đấy thôi. Chúng âm mưu định hại tôi. Chúng tìm mọi sai sót của tôi để báo lên tổng công ty. Rồi một người khác sẽ về thay. Và tôi sẽ bị sa thải. Bác sĩ hiểu không? Nghĩa là con tôi sẽ nghỉ học. Vợ tôi không có tiền trợ. Tôi cũng chẳng có tiền để đến đây gặp ông nữa đâu bác sĩ ạ. Tôi sẽ giúp anh. Tôi kiểm tra rồi. Dư luận công ty luôn hướng về anh. Anh đang là một trưởng phòng kinh doanh số 1 đấy. Dư luận đánh lừa bác sĩ đấy thôi. Sẽ có một thằng số 2 bác sĩ ạ. Sẽ có một thằng số 2. Úi dồi. Cái gì đấy? Khiếp chê. Thưa bác sĩ, có một người đang chờ dưới nhà. Anh ta mặc đồ cảnh sát, xưng danh là... Anh ta vẫn phải đợi thôi. Dạ.
Thưa bác sĩ, đây là thư giới thiệu của ông cục trưởng. Bạn bác sĩ. Bệnh dạ dày của ông ấy thế nào rồi? Tôi cũng không rõ lắm. Thật xấu hổ quá bác sĩ ạ. Thậm chí tôi hàng ngày tiếp xúc mà không biết ông bị bệnh dạ dày. Tôi thành thật xin lỗi. Cậu không phải xin lỗi. Bạn tôi đã gửi tới đây một người trung thực. Ông ta không bị bệnh dạ dày. Thực ra cậu cần gì ở tôi? Tôi muốn được tham dự vào những buổi phỏng vấn bệnh nhân của bác sĩ. Anh biết đấy, tôi đang nghiên cứu về trạng thái ức chế thần kinh và hành vi cấu thành tội phạm. Anh hoàn toàn không được. Bệnh nhân có những bí mật riêng của họ. Tôi sẽ giữ bí mật. Bệnh nhân của tôi không phải là đối tượng hình sự. Để các anh nghiên cứu tâm lý sĩ quan cảnh sát à? Tên anh bạn là gì nhỉ? Sang. Nguyễn Tuấn Sang. Mà quên chưa hỏi, thế cậu làm ở phòng nào? Phòng cảnh sát hình sự công an thành phố. Thôi được, tôi hứa sẽ tìm cách nào đó để giúp cậu trong... cái gì nhỉ? Trạng thái ức chế thần kinh và hành vi cấu thành tội phạm. Ờ, đúng rồi. Trạng thái ức chế thần kinh và hành vi cấu thành tội phạm. Nhưng mà này. Sao ạ? Tôi ghét mấy trai hình sự các cậu. Chào bác sĩ. Mời cô ngồi. Nếu thấy khó chịu, cô có thể nằm lên giường. Cô nên thư giãn một chút trước khi chúng ta trò chuyện. Cứ nằm xuống đi cô bé ạ. Thả lỏng toàn thân. Cô có hay về vùng nông thôn không? Hãy nghĩ tới một đêm hè yên ả dưới một bầu trời đầy sao. Cô thấy ổn chứ? Có cái gì đó ám ảnh mà em không thể nhớ ra được. Sáng nay em thức dậy với một cái đầu nặng trịch và một cảm giác trống rỗng. Cô có thường xuyên bị như vậy không? Lần đầu tiên. Anh có thể bỏ mũ và kính ra được rồi đấy. Anh đưa cho tôi phiếu của anh.
Anh nói đi. Mọi vấn đề anh đang gặp phải, điều gì khiến anh tới đây? Relay. Đó không phải là thứ chúng mày mang lên sàn bán lẻ cho bọn học sinh cấp 3. Từ nay không còn Freelay nữa. Mày quên thứ đó đi. Tao mất hai người, cả hàng nữa. Chúng mày có một đứa thoát. Không phải người của tao. Nó không biết bọn mày đâu. Chỉ là một con cà phê. Con nhóc đó chơi Freelay. Một thằng bác sĩ đang điều trị, nó đang bốc mùi đây. Tao nghĩ bọn mày nên khử đi, đừng để bọn cớm ngửi thấy. Mọi thứ sẽ được dọn dẹp sạch sẽ. Chúng mày nên tôn trọng luật chơi. Chào cô. Xin lỗi đã để cô đợi lâu. Trông cô mệt mỏi quá. Tôi thấy hình như cô chưa nói hết với tôi. Có điều gì ám ảnh cô? Có ai đó đang đe dọa cô à? Cô nhìn thấy điều gì đó phải không? Một tội lỗi chẳng hạn. Tôi chưa bao giờ thấy cái gì tương tự như vậy. Sự thực là chưa bao giờ tôi nhìn thấy. Vậy điều gì đã diễn ra trong tưởng tượng của cô? Cô thấy gì? Tôi hay tưởng tượng lung tung lắm. Đôi khi tôi có những giấc mơ kỳ quặc về chồng tôi. Cô lấy chồng lâu chưa? Chúng tôi mới cưới được mấy tháng. Cô yêu anh ấy chứ? Trước khi gặp anh ấy, tôi chưa yêu ai bao giờ. Cô có bị một cú sốc nào gần đây? Chồng tôi là một nhà khoa học. Anh ấy sống nghiêm túc và ân cần. Chúng tôi có một cơ sở chế biến tinh dầu quế. Tóm lại, cô đang có một cuộc sống hạnh phúc. Vâng. Vậy trong thời thơ ấu, có điều gì ám ảnh cô không? Tuổi thơ tôi rất đẹp, là con gái duy nhất của một dòng họ lâu đời ở Mù Cang Chải. Chúng tôi trồng hoa anh túc. Khi nhà nước cấm thì bố tôi trồng quế, cả ngàn hecta. Bố tôi giàu. Chồng cô nhập nguyên liệu của ông ấy? Cũng lấy một ít từ những người khác. Mà sao anh biết? Tôi đoán thôi. Thế cái gì ám ảnh cô? Cái gì khiến cô tưởng tượng? Tôi không biết. Cô đã thấy gì trong những giấc mơ? Rất khủng khiếp. Tôi thực sự không hiểu tại sao lại như vậy. Trước đây cô đã từng như vậy chưa? Em chỉ có cảm giác thực sự khi nghe rock. Loại nặng ấy. Kiểu như heavy metal. Lúc đó, như có ai đó đang cầm súng, bắn vào đầu em.
Sau đó cô thấy sợ chứ? Không, em thích. Em thấy người mình phiêu diêu. Em muốn được nhảy múa. Cô dùng ma túy không đấy? Em không điên rồ thế. Em ghét ma túy. Vậy bồ đà chẳng hạn, cô có hút không? Có. Cô hút bồ đà không? Thế còn bia, rượu mạnh? Thứ duy nhất em uống là nước suối hoặc Coca-Cola. Cô học múa lâu chưa? Vài năm rồi. Một diễn viên múa đã dạy cho bọn em. Chúng em học đến đâu, biểu diễn đến đó. Anh có thích múa không? Màn biểu diễn tuyệt vời. Thế ngày mai cô sẽ lại đến chứ? Đó không phải là câu hỏi của một thầy thuốc. Ý tôi là cô không phải dùng thuốc an thần nữa. Chỉ cần dùng liệu pháp tâm lý là đủ. Tôi không muốn lạm dụng thuốc. Mỗi khi ra khỏi đây, tâm trạng em cảm thấy thoải mái và tự tin hơn nhiều, bác sĩ ạ. Ngày mai em sẽ lại đến. Anh đã không đợi tôi bấm chuông. Lại có kẻ theo dõi anh à? Tôi không chắc lắm, nhưng nhìn hắn cứ thấy ghê ghê. Ai vậy? Cái thằng đeo kính ở dưới kia kìa. Một nửa thành phố này đeo kính. Tôi nói thật đấy, hắn theo dõi tôi từ nhiều ngày nay rồi. Hoàn toàn là do anh tưởng tượng. Chẳng có đứa đếch nào theo dõi anh cả. Anh không làm việc gì xấu xa, không làm việc gì phạm pháp, thì ai theo dõi anh làm cái quái gì cơ chứ? Anh ấy mà chẳng qua chỉ hơi căng thẳng một tí, cứ ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc điều độ, sống chan hòa với mọi người là ok. Tôi thấy đường công danh đang rộng mở trước mắt anh. Uống thuốc theo đơn, hy vọng sẽ không gặp lại anh lần nữa. Ê không, gặp chứ. Thỉnh thoảng tôi sẽ đến thăm bác sĩ. Bác sĩ, tôi mượn cái mũ của bác sĩ.
cả cái áo này nữa. Bác sĩ Trần Ngọc Tâm nghe. Đi thôi. Lần cuối cùng bác sĩ gặp anh ta 6 giờ 10 phút chiều nay. Anh ta có nói anh ta đi đâu không? Không. Anh ta có vẻ gì căng thẳng không? Hôm nay là một ngày tốt nhất. Anh ấy đến để chia vui với tôi. Anh ấy vừa được đề bạt. Tôi thấy có phiếu thu hôm nay do anh ta ký. Cũng bớt căng thẳng nhiều. Tuy nhiên vẫn cần một vài lời khuyên của tôi. Tóm lại, một buổi trị liệu cuối cùng. Anh ta có nói điều gì khác biệt không? Một gã đeo kính nào đó đã nhìn chòng chọc làm cho anh ấy sợ. Một gã nào đó ở dưới kia. Ý bác sĩ là trước khi đến đây, anh ta bị một gã đeo kính đe dọa. Tất cả những người đeo kính đều là đối tượng đáng nghi ngờ của Hoàng. Hoàng nghĩ chiều nay anh ấy bị theo dõi. Tôi muốn được xem băng ghi hình của bác sĩ. Hình như anh bạn đang đề cập đến việc tiết lộ bí mật cá nhân. Vâng. Câu trả lời là không. Bố già, châu chấu màu xanh hay bọ ngựa màu vàng? Gì thế? Hôm nay mùng mấy nhỉ? Cớm à? Loại nào thế? Loại 10.000 trở lên. Đúng giá thôi, không đắt đâu. Cũng chẳng rẻ. Nghề chính nè. Tạo niềm vui cho đời. Họ phấn khởi vì được giúp đỡ người khác. Mình cũng thu chút đỉnh gọi là lệ phí. Cô biết anh chàng này không? Của anh ta đấy. Uống được lắm. Tôi tìm một người đeo kính đen đứng ở đây lúc chiều. Hắn giết anh ta? Nghi ngờ thôi. Cụ giúp cảnh sát chứ. Xe đẹp nhỉ. Mở thế nào? Không giết cái thằng cha này đâu. Hắn ở đây suốt buổi chiều, vừa mới đi khỏi. Cảm ơn. Mười à? Hôm nay chính tôi đưa anh sang đường đấy. Đi thôi. Bác sĩ vẫn chưa ăn tối. Báo chí nói gì? Một vụ mưu sát có chủ ý. Vẫn đang điều tra.
em gọi chút gì nhá. Anh đang cần một ly cà phê, thậm chí là cả một chai rượu. Đó có phải là lý do khiến cả tuần nay cô ngủ lại văn phòng? Vừa mới được ân xá tuần trước. Rượu và ma túy khiến anh ấy như một con thú. Tôi xin lỗi. Cô nên ăn một chút gì đó rồi ngủ đi. Cố gắng lên nhé. Bác sĩ, sáng mai em đến muộn một chút có được không ạ? Sao vậy? Em phải có mặt lúc 8 giờ ở tòa án. Có cần tôi giúp gì không? Cảm ơn bác sĩ, em chịu đựng được. Này ông bác sĩ, tôi đến đòi nợ. Vợ tôi đang làm việc cho ông. Hôm nay là ngày 22, ngày mai chúng tôi ly dị. Tôi chỉ đòi 11 ngày lương của vợ tôi trong tháng này. Ông thấy đấy, tôi có thể nhận tiền từ vợ tôi vào ngày mai. Nhưng bây giờ tôi đang cần tiền. Lại đây. Trại nào ra? Trại Nam Thanh Hóa. Án gì? Ma túy. Mấy gậy? Một. Tao đã từng ở đó ba gậy. Mày cần bao nhiêu? Dạ, dạ, đại ca tha cho em ạ. Sáng mai đến tòa, mày sẽ nhận được một phong bì có đủ 11 ngày lương. Bây giờ thì cút. Dạ. Cút thật nhanh. Này, án gì mà ba gậy? Nói khoác, tớ ở đó suốt 20 năm mà chưa bao giờ nhìn thấy cậu. Quản giáo. Anh đừng đi săn nữa. Sao em biết hôm nay anh đi săn? Em ngửi thấy mùi máu. Anh học bắn súng ở đâu? Thưa ông, trong quân đội. Cháu biết bắn súng khi đi lính. Anh bắn tốt chứ? Vâng. Thường sử dụng loại nào? AK-47. Tại sao lại chọn K-54? Khẩu đó là côn 45 mà.
Anh biết nó là côn 45. Cháu biết chữ. Đó là khẩu côn 45 à? Trong súng còn mấy viên đạn? Cháu không biết. Anh lấy đâu ra khẩu súng? Cháu nhặt dưới đất. Tại sao anh giết Hoàng? Hoàng nào à? Người anh bắt lúc chiều. Cháu không bắn ai cả. Anh cầm khẩu súng trong tay mà. Đạn đạo hai vụ là một. Khẩu anh cầm cũng chính là khẩu bắn chết Hoàng. Cháu không biết ai là Hoàng cả. Khẩu súng cháu nhặt trên phòng khám. Anh làm gì với khẩu súng đó? Bắn nó. Ai? Thằng đã bắn vợ cháu. Anh biết thằng đó? Cháu nhớ mặt. Cháu thấy nó đi ra mà. Gặp lại cháu sẽ nhận ra ngay. Vậy tại sao anh không đuổi theo? Cháu chạy ra ban công. Cháu đã có thể bắn nó nếu không có cơ ông tới. Lúc đấy anh thấy nó à? Vâng. Nó đứng ngay cạnh thùng rác, rồi vứt một cái khăn đầy máu vào đó. Anh nói dối. Anh không thể nhìn thấy máu ở khoảng cách xa như thế. Khi xuống, nó mang theo một túi ni lông, vừa đi vừa lau máu trên mặt. Cháu nghĩ nó chảy máu cam. Tại sao anh không hợp tác ngay với cảnh sát? Cháu sợ vừa ra trại chẳng ai tin cháu cả. Tôi cũng không tin. Hút thuốc đi. Vâng. Ông có lửa không ạ? Anh ghét vợ thế cơ? Cháu yêu cô ấy. Vợ anh căm thù anh? Không, cô ấy cũng rất yêu cháu. Vậy tại sao lại ly dị? Sau khi ở tù ra, cháu phát hiện mình bị nhiễm HIV. Sao không nói ngay từ đầu? Tại ông không hỏi ạ. Hút thuốc đi. Ông cho cháu xin tí lửa. Mày mà nói láo, đời mày kể như xong. Nó bắn cô thư ký à? Ta không biết con trai ạ. Phải tự tìm hiểu lấy thôi. Cái gì vậy? Là cái nó muốn hủy. Còn anh thì đang tìm. Băng cũ quá. Từ những năm trước rồi. Tôi cần những cuốn băng vài tháng trở lại đây bác sĩ ạ. Nghe này. Tôi vừa phải trả lời một loạt những câu hỏi ngu ngốc của thằng cha do cậu phái tới. Bây giờ cậu cần gì nữa đây? Bằng ghi hình. Cả thành phố này biết đến cái vụ chết tiệt vừa rồi. Tôi phải mất nhiều thời gian mới xóa nổi ấn tượng với khách hàng. Cậu muốn biết gì về những khách hàng của tôi? Những gì họ đã nói với bác sĩ. Cậu nghe nhé. Tôi là một lãnh đạo thành đạt trong một công ty đang ăn nên làm ra. Tôi có một người vợ đẹp, có học thức. Tuy vậy, tôi không thoát nổi nỗi ám ảnh hiện tại với một cô ca ve ở một nhà hàng quen biết. Tôi phải làm gì? Đó là những điều cậu muốn biết, đúng không? Những bí mật đó không được phép tiết lộ. Nó phải được bảo vệ. Bác sĩ, ông nên chấp nhận yêu cầu của tôi. Có những nguyên tắc mà lương tâm nghề nghiệp không cho phép vi phạm. Tôi hứa sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin nào. Tôi cần những cuốn băng. Cậu cút ngay khỏi đây.
Cô vào đi. Dạ. Đó là GHB bác sĩ ạ. Nghĩa là sao? Nghĩa là trước khi biểu diễn, chúng cho em uống thứ đồ uống có pha loại ma túy này. Trong vòng 23 giờ, em sẽ không nhớ gì hết. Bác sĩ nhớ bản tin sáng trên TV chứ? Tôi biết. Đó là gamma hydroxy butyrat. Cô có vẻ rất hiểu biết. Trước khi làm nghề biểu diễn, cô làm gì? Em mất 4 năm ngu ngốc trong trường đại học và tốt nghiệp với một mớ lý thuyết hão huyền. Tất cả những gì em có là một cụm từ như anh vừa nói. Gì nhỉ? Có vẻ rất hiểu biết. Nghề em đang làm không cần cái đó. Nói hay lắm. Hôm nay tôi không tiếp bệnh nhân. Cô là khách, không phải trả tiền. Em muốn cho anh xem cái này. Chúng nó bắn vào cô khi cô đang nhảy múa à? Em có cảm giác như thế. Ký ức trở lại mờ nhạt và không rõ ràng. Cô đã báo cảnh sát chưa? Báo làm gì? Vậy cô định chờ một viên đạn ghim vào da thịt mình à? Bác sĩ làm em gai người. Cô sợ chứ? Không. Rất thích. Nhạc ép lên lồng ngực và giật các cơ bắt ta chuyển động. Những mạch máu căng phồng. Khi tất cả mọi bộ phận trên cơ thể quay cuồng chuyển dịch, kể cả bộ óc, đó là lúc ta không tồn tại nữa. Ta đang ở thiên đàng. Và chính lúc đó, đạn réo quanh người. Khi ấy em chỉ ước ao một trong những viên đạn đó cắm thẳng vào tim mình. Máu sẽ phọt thành tia. Em sẽ được chết trong cảm giác đó. Cô ngồi xuống. Ngồi xuống. Bác sĩ, hôm nay anh không điều trị cơ mà. Anh bảo em là khách. Im ngay. Cô có biết rằng chỉ một cú điện thoại của tôi là người ta sẽ tống cô vào bệnh viện tâm thần. Bây giờ thì nói đi. Tất cả, đừng giấu điều gì hết. Cả những gì chỉ cảm thấy trong tưởng tượng. Bác sĩ khỏe chưa? Như mọi khi thôi. Một tránh mối cho bác sĩ nhá. Bác sĩ, phòng khám của bác sĩ đã mở cửa lại chưa ạ? Bác sĩ, tôi muốn hỏi về chân thư ký chỗ bác sĩ. Ý tôi muốn nói là vợ tôi muốn hỏi điều đó. Cô ấy tốt nghiệp trường y từ năm... Dạ, bác sĩ có điện thoại. Alo. Alo, Tâm nghe đây. Giọng một người đàn ông không còn trẻ nữa. Thế à? Cảm ơn.
Sang à, Tâm đây. Tôi sẽ được xem những cuốn băng chứ? Mình không gọi cho cậu để nói chuyện đó. Vậy thì chuyện gì? Cậu có nhớ Hoàng đã mặc áo và đội mũ của mình trước khi ra khỏi phòng khám chứ? Thì sao ạ? Nó muốn giết mình chứ không phải anh ta. Nó bắn nhầm. Sao anh nghĩ vậy? Chúng nó vừa bắn mình như bắn thỏ ấy. À xin đấy, đừng có đụng vào. Xin lỗi bác sĩ, anh Sang cử tôi bí mật bảo vệ anh. Mọi việc diễn ra nhanh quá. Bác sĩ, ông đừng để ý tới lời đề nghị của tôi vừa rồi. Tôi thấy sợ. Tôi cũng sợ. Chào cô. Đừng nhìn ta con trai. Ta biết quý mạng sống của mình lắm. Thần chết vừa giúp ta sang đường. Biết đâu hắn vẫn ở quanh đây. Ta vừa lấy được cái này trong túi áo hắn đấy. Hắn làm gì ở đây? Đi theo một con bé rất đẹp. Từ phòng khám ra. Ta e là lại có thêm một mạng nữa rồi. Sát hình sự đây. Chúng mày không thoát nổi tao đâu. Chào anh ạ. Cảnh sát. Tôi đến gặp người này. Ông ấy vừa về, đang ở trên phòng. Để tôi gọi. Ông ta có đi cùng một cô gái không? Dạ có. Chìa khóa dự phòng. Trực tầng đang giữ, để tôi. Không, tôi tự lấy được. Đi ra đằng kia. Ngồi xuống. Đặt tay lên bàn.
Chuyện quái gì thế này? Cậu làm chó gì ở đây vậy? Tôi e rằng cậu cũng phải giải thích nhiều đấy. Ai giao cho cậu vụ này? Đây là vụ ma túy cơ mà. Tôi đã theo suốt mấy tháng nay. Đây là vụ giết người hàng loạt liên quan tới bệnh tâm thần. Tôi đang theo đuổi nó. Tôi không thích cậu dính vào công việc của tôi. Tôi chỉ quan tâm đến ma túy. Chuyện tâm thần hay giết người là của cậu. Tại sao chúng ta lại không hợp tác để cùng chia sẻ thông tin nhỉ? Cậu kéo cả một đàn bò tới đánh động. Mày, tôi đã suýt bắt được nó rồi. Nó đang thèm máu con bò cái này. Nó vừa bắn cô ta như bắn gà. Thằng cha đi xé kiếp. Đúng. Tôi biết thằng đó. Cô nói là cô biết thằng đó. Anh đã bao giờ giải thoát cho một con bò cái chưa? Xin lỗi. Nó là một tên sát nhân bệnh hoạn, một tên trùm ma túy. Đúng không hả cô? Cô tên gì nhỉ? Bò cái. Đúng rồi, bò cái. Một cái tên rất gợi cảm. Nó phân phối hồng phiến, bạch phiến và một thứ nữa. Freelay. Đúng. Sao cô biết chính là hắn? Tôi vừa nhớ lại giọng nói qua điện thoại. Mặc dù đã cố làm cho có vẻ khác đi, nhưng vẫn đúng là nó. Nó nhử tôi ra cổng. Nó nói là cảnh sát. Lúc đó tôi không nghĩ nó muốn giết tôi. Vẫn chưa chắc chắn lắm. Nó có một xe escape. Thành phố này có cả ngàn chiếc escape. Tôi đã nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay trái nó. Tôi có phải nói với anh lúc đó mấy giờ không? Nó dương nỏ về phía tôi. Nó là một thợ săn có hạn đấy. Tôi thì không nghĩ vậy đâu. Đôi khi đi săn, nhằm bò cái mà chúng bò được, thì cũng gọi là thành công rồi. Mặc dù chẳng thích anh lắm, nhưng tôi cũng nên cảm ơn anh. Anh bạn bỏ được cả. Dù sao thì anh cũng đã cứu tôi. Các anh có vẻ như chẳng muốn bắt nó. Phải tìm nó ở đâu? Không mấy khi thấy nó ở vũ trường. Nó sống trong cái ổ chuột ở ngoại thành. Không nên bắt thằng đó lúc này. Tôi muốn biết đằng sau nó là ai.
Chào anh. Chào ông. Hình như lần đầu bà chủ tới đây thì phải. Anh bạn cô là một khách hàng tiềm năng trong trang trại của tôi đấy. Anh là một tay súng cừ. Cảm ơn ông. Tôi là Long. Trang trại của ông rất đẹp. Vợ tôi. Hân hạnh được biết bà. Hy vọng anh sẽ là một đối tác làm ăn trong tương lai gần. Chúng tôi xuất khẩu tinh dầu quế, gỗ pơ mu. Tôi e rằng ông bà sẽ thất vọng. Tôi chẳng có việc gì để làm cả. Tôi giàu. Nguyễn Văn Vũ, 27 tuổi, 1m68, đúng là nó không? Thằng này không giết Hoàng và cô thư ký. Sao cậu biết? Gọi tay Thạch lên đi. Vâng. Họ trả cho cô bao nhiêu tiền cho một đêm biểu diễn? 1.000 đô la. Họ tổ chức ở đâu? Đâu đó ngoài thành phố. Một vùng đồi núi nào đó. Sao cô biết? Nó bịt mắt tôi để giữ bí mật. Nhưng đôi khi lại mở cửa kính. Xe qua những vùng có khí núi mát lạnh. Dù những đoạn đường quanh co. Có cả tiếng chim rừng kêu ghê rợn. Nó dắt tôi vào nhà, uống một cốc nước. Sau đó đi xuống một căn hầm. Kể từ đó tôi không còn nhớ gì nữa. Lần nào cũng uống nước thế à? Thôi được rồi, cô có thể về. Vâng. Chào anh. Ông cho gọi cháu ạ. Chào ông ạ. Anh đã là một công dân bình thường, sao lại cứ xưng hô như vậy? Dạ, tại cháu ở tù lâu quá, nó quen miệng, khó sửa lắm ạ. Anh nói là anh nhớ tên giết vợ anh. Vâng. Nó đây này. Dạ, không phải người này. Anh nghe này. Kẻ giết vợ anh cỡ 45 tuổi, cao khoảng 1m73, đi giày số 42 và đeo kính cận. Ông bắt được nó rồi ạ? Như ông tả thì đúng nó đấy ạ. Hắn từng là sĩ quan hoặc vận động viên bắn súng. Tóm lại, hắn là kẻ thích săn bắn, giết chóc. Làm sao cậu biết điều đó? Cậu xem này, vụ án giết Hoàng, thủ phạm bắn viên thứ nhất ở khoảng cách 5m rưỡi, viên thứ hai ở khoảng cách 2m2, vụ giết cô thư ký cũng vậy. Nhìn các dấu giày của hắn để lại, đều tăm tắp, khoảng 62-63cm.
nghĩa là hắn không hề dừng lại và bắn rất chính xác. Đạn đều găm vào những vị trí sát thương ngay. Chỉ có những người từng bắn thành thạo bài súng ngắn số 2 mới làm được điều đó. Hắn là một kẻ sát nhân lạnh lùng, máu phọt ra từ những vết thương mà hắn không hề nhìn lại, những bước chân bình thản, đều đặn. Hắn phải thường xuyên làm việc đó. Và như vậy, chắc chắn hắn là kẻ ưa săn bắn. Còn những đặc điểm ngoại hình. Một người có bước chân dài cỡ 63cm, thì ít nhất cũng phải có chiều cao khoảng 1m73. Vài hắn sẽ rộng khoảng 53cm, tương đương với những bước chân bình thường của hắn. Vũ cao có 1m68 thì hắn không thể là thủ phạm. Còn việc mang kính, hắn bị cận thị nặng. Sao anh biết hắn cận thị? Khi phát hiện ra cô thư ký gọi cho cảnh sát, hắn bắn viên thứ hai vào cổ cô ta. Máu phọt vào mặt hắn. Và việc đầu tiên là hắn phải tháo kính ra lau. Lúc đó luống cuống thế nào hắn đánh rơi khẩu súng. Chỉ có người cận thị nặng mới không nhìn thấy một vật ngay dưới chân mình. Ông ơi, cháu cao có 1m65, không cận thị và cũng chưa bắn súng ngắn bao giờ. Anh ở đây ăn cơm khách, ngủ phòng khách, có phải bị tạm giam đâu. Anh ra ngoài nó thịt anh, tôi lấy ai làm nhân chứng? Mày muốn gì? Mày có gì? Tiền, gái, hồng phiến, bạch phiến, mọi thứ. Mày hào phóng nhỉ? Tao nợ mày một mạng. Tao muốn tham dự một cuộc trình diễn với Phi Lê. Mày biết nhiều quá đấy. Thực ra tao không định bắn mày đâu. Vì sao mày bắn Nga? Nó biết nhiều quá. Tao muốn xem nó nhảy múa thế nào. Vé vào cửa là 1.000 đô. Mày còn phải đóng tiền hội viên hàng tháng. Tham gia rồi không bỏ được đâu. Ừ. Tìm mày ở đâu? Tao sẽ tìm ra mày. Nghe này, tao biết khi mày nhắm vào hàng Nga, mày đã nhìn thấy tao. Và ngay lập tức mày quyết định phải hạ tao trước. Trong khi hàng Nga chạy tới, mày sẽ đủ thời gian để thay mũi tên thứ hai. Đừng tìm cách lừa tao. Không phải là một, mày nợ tao hai mạng.
thằng Long qua đây. Nó muốn tham gia buổi trình diễn. Chỗ này thu tuần vừa rồi ạ. Mày đi mù căng trải ngay đêm nay. Khử lão nhạc anh ạ. Tao cần khoản thừa kế. Em sao thế? Em xin lỗi. Em mãi nghĩ vẩn vơ quá nên không biết anh về. Mẹ làm thịt chim đi. Em thấy trong người thế nào? Em không sao đâu. Anh giết chúng làm gì? Đi tắm đi. Người anh toàn mùi máu thôi. Sao em không cố ngủ đi một chút? Mấy hôm nay em căng thẳng quá. Em mơ thấy chị ấy về. Em mơ thấy người vợ trước của anh. Em không thích ở đây mỗi dịp cuối tuần. Mình bán chỗ này đi anh. Còn con anh với cả mẹ anh nữa, làm sao họ vào thành phố được. Em uống nước đi.
Chào bà nội trợ. Chào bác sĩ. Cứ như một gia đình hạnh phúc ấy nhỉ. Vài ngày nữa chắc tôi thành bệnh nhân quá. Tôi phải ăn mọi thứ cô ta nấu, sau đó tôi phải trả tiền. Anh ta đòi tôi phải trả tiền thuê phòng, nếu không tôi phải ngủ ngoài đi văng. Tôi nghĩ tất cả những gì hai người cần là một chút free lay. Hằng à, Long gửi cho cô cái này. Anh ta nói cô cần phải liên lạc với tên Vũ ngay, càng sớm càng tốt. Vâng. Bác sĩ, ông đã không đưa cho tôi băng phỏng vấn mị. Cô ta chỉ hơi thiếu tập trung, còn hoàn toàn là một người bình thường. Nó không giúp gì cho cái luận án gì nhỉ? À, trạng thái ức chế thần kinh và hành vi cấu thành tội phạm của cậu đâu. Tôi không nghiên cứu bệnh tâm thần lúc này. Tôi cần tìm ra kẻ muốn giết anh. Tôi không thấy mối liên hệ giữa Mị với những chuyện vừa xảy ra. Tôi biết có một thông tin gây nguy hiểm cho một kẻ nào đó trong đám băng của anh. Vậy hắn mới muốn có những cuốn băng và cả đầu anh nữa. Alo. Bác sĩ à, nói chuyện này qua điện thoại không tiện lắm. Tôi đang phân vân không biết có nên báo cho cảnh sát không. Có chuyện gì vậy? Bố tôi vừa gửi tới một bưu phẩm. Tôi sợ lắm. Bác sĩ có thể qua đây không? Tôi sẽ đến ngay. Cô cứ bình tĩnh nhé. Cậu đi với tôi. Câu chuyện trở nên rắc rối rồi đấy. Cô vẫn uống thuốc theo đơn đấy chứ? Vâng ạ. Dạo này cô có hay mơ mộng lung tung nữa không? Cũng khá hơn nhiều bác sĩ ạ. Đêm qua chúng đã bắn vào giường bố tôi từ cửa sổ. May mà ông đã đề phòng chứ. Bác sĩ nhớ mũi tên này chứ? Chúng đều cùng một nguồn gốc. Có một cây nỏ và một ống tên nữa đặt ở kia đúng không? Đúng. Chồng tôi là một người thích săn bắn. Anh ấy đâu? Chúng tôi có một biệt thự ở ngoại thành. Hầu hết thời gian anh ấy làm việc trong phòng thí nghiệm ở đó. Đến cuối tuần mới về. Thế còn xưởng chế xuất tinh dầu? Anh ấy thuê giám đốc điều hành. Anh ấy thích nghiên cứu hơn. Chồng cô cao khoảng 1m73 đúng không? Chính xác là 1m72. Anh ấy đi giày số 42. Vâng ạ. Anh ấy bị cận thị nặng. Anh quen anh ấy à? Anh ấy từng là một sĩ quan quân đội hoặc một vận động viên bắn súng. Anh ấy từng là một xạ thủ bắn súng. Cô vào thu xếp mọi thứ, cầm theo một tấm ảnh mới nhất của chồng cô và đi theo chúng tôi. Sao lại ở đây? Hằng Nga đâu? Anh Long bên đội phòng chống ma túy từ đó đi rồi. Cho liên lạc với Long ngay lập tức. Thông báo cho tất cả các chốt giao thông về đặc điểm nhận dạng của tên Nguyễn Văn Vũ. Lực lượng cảnh sát cơ động trong tình trạng sẵn sàng. Đêm nay chúng ta sẽ vào tận hang ổ để bắt hết bọn chúng. Dạ, chính hắn đấy ạ. Cảm ơn, anh có thể về nghỉ. Phát lệnh truy nã đặc biệt tên Mã Trọng Khanh, 40 tuổi. Gửi ảnh đến tất cả các chốt trong và ngoài thành phố. Vâng, không liên lạc được với Long và Hằng Nga. Gọi cho đội phòng chống ma túy xem. Rồi ạ, họ trả lời, đây là chuyên án độc lập của Long. Vụ này có thể đụng chạm tới nhiều người, nên có những nguyên tắc bí mật riêng. Dừng lại. Chụp vào. Ngồi ra phía sau. Có cần thiết phải làm như vậy không? Cũng không cần thiết. Nếu cậu muốn kết thúc cuộc sống ngày đêm này.
uống đi. Bắt buộc đấy. Thứ này sẽ giúp cho quý vị có được những dũng khí cần thiết. Chỉ là thủ tục để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người. Sau khi ra khỏi đây, sẽ không có ai nhớ gì hết. Bỏ mũi ra được rồi. Bỏ qua đi, cảm ơn. Cái mà ta rủ uống có phải đi lên. Bao giờ thì cấm? Sắp. Phải nôn ra chứ. Quen rồi. Lát nữa không có nói em không làm gì được. Anh vào trong nhà vệ sinh mà nôn. Thank you.
Đình Long, cậu đã bị bắt. Tại sao? Cậu điên à? Cậu giỏi lắm. Nhưng chúng tôi đã tìm thấy vân tay của cậu trên vỏ chai xăng cậu vứt vào thùng rác. Cậu chính là kẻ bắn chết đôi trai gái. Tay chân của cậu bán lẻ ma túy ở cửa vũ trường. Cậu xóa dấu vết của tên Khanh khi hắn đột nhập phòng khám giết cô thư ký. Cậu đã suýt lừa được tôi đấy. Nhưng nói thật, tôi đã hơi ngờ ngợ khi cậu lao xe vào tôi.
và tôi đã không bắn cậu. Chúng mày, để tao đi. Nếu tiến lại, tao sẽ bắn chết thế này. Tôi biết là cậu rất giỏi, nhưng tình huống này cũng đã được tính đến. Khẩu súng đó không có đạn. Cậu là cảnh sát chống ma túy mà lại tiếp tay cho bọn tội phạm buôn ma túy, chỉ dứt dây động rừng thì giết người diệt khẩu. Cậu không còn cơ hội thoát nữa đâu. Nói cậu hay, khẩu này còn nguyên băng. Em gửi bánh của chị ạ. Chào anh. Chào anh. Hôm nay đọc báo thấy bác sĩ đăng tin tuyển người, không biết anh có cần một chân thư ký biết nhảy bục. Lời đề nghị muộn màng, vợ một anh chàng chạy bàn đã cướp mất chỗ làm đó rồi. À, tôi quên chưa giới thiệu với cô, gã phụ tá mới, học viên thực tập. À, đề tài chết tiệt gì ấy nhỉ? Trạng thái ức chế thần kinh và hành vi cấu thành tội phạm. Một cái thựa quá dài. Có một điều tôi định hỏi, nhưng e không tiện cho lắm. Anh cứ hỏi. Lâu nay không được ăn những món mà em nấu. Nói thế nào nhỉ? Liệu anh có thể mời em cuối tuần này đến chơi được không? Vâng. Tôi xin giới thiệu một người láng giềng thú vị, một kẻ sang đường chuyên nghiệp. Mời các bạn theo dõi bản tin buổi sáng. Đây là thông báo đặc biệt của Ủy ban Phòng chống ma túy. Một tên điên cuồng đã giết chết 9 trong số 26 người tại một bữa tiệc bệnh hoạn đêm thứ Bảy. Tin ban đầu cho thấy thủ phạm đã sử dụng ma túy trước khi hắn bắn vào các nạn nhân bằng súng săn và súng AK. Vụ án này liên quan đến một đường dây chế biến và phân phối chất ma túy, trong đó có sự liên quan mờ ám của một sĩ quan cảnh sát. Thế giới ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Bạn hãy cảnh giác với các ông chồng khi họ đề nghị tới dự một buổi tiệc.